Xin chào ba. Gì đây? Bạn xin tiền hả hay sao? Dạ không, con mới quay được cái clip của văn nghệ trong trường nè à. Bây giờ con muốn đưa cái clip này lên máy tính thì phải làm sao ba? Thì lấy cái laptop xuống rồi copy qua. Không, nhưng mà iPhone nó ghim dây nhợm lum hết, con không biết cái gì sao mà đưa vô được máy tính nè. Giờ cái iCloud nó cũng cái iPhone ít nữa. Giờ muốn chuyển clip nó vô rồi, lúc nào rảnh rỗi lục lại xem. À, để vô hết là lâu nay à, xài iPhone này là 2-3 năm nay rồi. Xài laptop 2-3 năm nay rồi mà không biết cách copy video hình ảnh từ điện thoại vô máy tính, từ máy tính qua điện thoại. Dạ chưa không, biết luôn. Chưa biết luôn. Là lúc đó là cái gì cũng lưu vô điện thoại nó hết dung lượng rồi hết, không xài được cái gì hết. Trời ơi sao mà hai lúa dữ vậy trời. Bó tay. Hello, chào các bạn. Chúc các bạn buổi tối vui vẻ. Xin chào các bạn. Vâng, giới thiệu các bạn. Đây là bạn Luân. Đó, con trai út của tôi các bạn. Năm nay đang học lớp 12. Đó. Cả gia đình tôi thì 5 người. Đó, 3 thằng con trai và tôi thì đều sử dụng điện thoại iPhone. Tôi thì là fan của Samsung các bạn. Nhưng mà mới chuyển qua xài iPhone được 3 năm nay. Xài iPhone 13, 14 và bây giờ đang xài con 15. Thì khi mà mình chuyển qua xài iPhone á, lúc trước con cũng xài Samsung, con xài con Note 8 đúng không? Note 8. Rất là phê, rất là dễ khi mà copy. Dạ đúng. Đó, còn khi mà các bạn xài iPhone á, cái chuyện mà mình đưa dữ liệu video hình ảnh từ trong iPhone vào laptop hoặc máy tính là rất là khó khăn. Đó, và tôi đã từng cắm cáp xịn luôn. Đó, cáp xịn từ đây qua đây. Nhưng mà đôi lúc nó cũng trục trặc, trong quá trình copy nó bị lỗi. Đó, và mình rất là bực mình. Tại vì cái tôi làm YouTube mà cái lượng video nó rất là lớn, con hiểu không? Được. Tính bằng là mười mấy ghi, mấy chục ghi. Cho nên copy rất là lâu. Lúc trước tôi có từng sử dụng là cắm dây thì nó cho mình copy ra, nhưng mà copy vô á là không được nha. Vâng, rất là khó khăn. iPhone nó không cho nhập cái gì vô đó. Cho nên là video ngày hôm nay đó, tôi sẽ làm một cái video hướng dẫn các bạn đó, và hướng dẫn bạn Luân cách làm thế nào để copy video hình ảnh từ điện thoại iPhone vào máy tính hoặc laptop và ngược lại. Tức là copy từ một cái video mình đã biên tập, một cái clip đã hoàn chỉnh ở trên máy tính rồi, mình muốn copy vào điện thoại để mình đem đi cho mọi người xem đó, hoặc là lưu ở trong này đó, để dành hoặc là để xem đó, thì copy qua lại. Thì hôm nay á, bà sẽ hướng dẫn con cách làm copy qua lại mà không cần cắm dây luôn. Ôi, hay dữ vậy. Kết nối không dây nha. Rồi mình bắt đầu các bạn ơi. À, đầu tiên các bạn mở cái ổ cứng của mình lên đây. Ở đây tôi có ba ổ C, D, E. Rồi, cái ổ C là hệ điều hành thôi, mình không nhắc tới. Ổ SSD, mình vào ổ D. Rồi ở đây, mình sẽ new folder, mình tạo cái folder mới. Ví dụ như folder này có tên là copy iPhone. Nha, copy iPhone, mình nói ví dụ như vậy. Rồi, là một. Rồi, bây giờ mình sẽ chia sẻ cái folder này cho mạng nội bộ. Nha, cho mạng nội bộ. Mạng nội bộ ở đây là cái gì? Là để làm được điều này, ở nhà các bạn phải có internet nha. Đó, một là internet của quán cà phê, hai là internet ở nhà, xài chung một mạng với nhau mới được nha. Đó. Rồi, mình tạo cái folder copy iPhone nè. Dạ. Rồi, mình bấm chuột phải vào nó nè. Chọn Property. Property, rồi mình sẽ bấm vào cái nút sharing. Mình bấm share ở đây. Share này tiếng Anh có nghĩa là chia sẻ nha. Rồi mình bấm vào cái mũi tên nhọn này và mình chọn là Everyone, tức là tất cả mọi người. Bấm S là thêm vào nha. Rồi mình chọn ở bên phải này
có mũi tên mình chọn là Rig and Write, tức là cho phép vừa đọc vừa ghi, tức là mình có thể copy qua rồi mình copy ngược trở lại luôn, thì gọi là Rig and Write. Rig là đọc, Write là ghi. Rồi sau đó mình bấm nút share ở đây à, thì lúc này con sẽ thấy rằng là ở đây nó sẽ có chia sẻ cái thư mục có tên là copy phone này à, rồi mình bấm đồng ý, rồi mình bấm xuống bên dưới này cái nút advanced share đó, ở đây là chia sẻ cái folder tên là copy phone này, rồi mình bấm vào cái permission này đó và mình chọn full control à, cho đọc, cho ghi, cho sửa hết nha, mình dấu hết vào, ok. Rồi bấm ok một lần nữa, rồi bấm close. Vậy là xong, mình đã chia sẻ cái folder này rồi. Bây giờ bạn làm một cái ví dụ thứ hai là ở đây đó, mình có một cái folder của ba là đang dùng là 2023 này, mỗi năm mình để một cái, mình muốn chia sẻ cái folder này luôn, bấm chuột phải, bấm property à, rồi bấm nút share, bấm share ở đây rồi chọn everyone à, add vô rồi chọn click and write, bấm share à. Cái này nó hơi lâu một chút là tại vì bên trong nó có rất nhiều dữ liệu trong này, dữ liệu cả năm nay, cả năm 2003 các bạn, cho nên hơi lâu một chút, các bạn chờ trong giây lát. Còn cái folder ban nãy là cái folder rỗng, nó chưa có dữ liệu gì bên trong, thế nên nó rất là nhanh đó, thì thường rồi xong rồi. Rồi mà bấm đồng ý, rồi bấm advanced setting, đây folder 2003 đây đó, mình chọn full control, full cấp, full quyền điều khiển, cho phép ghi, cho phép xóa, rồi bấm ok xong close. Đó, mình đã xong được một cái việc quan trọng mà tôi làm tới 2 lần để các bạn tiện theo dõi. Tiếp theo mình vào nút search ở đây, mình gõ chữ share và mình chọn cái manager advanced share setting này đó, ở đây các bạn bấm on hết lên đây, cái gì mà có chữ turn on là bật turn on. Turn on này là riêng tư này, còn này là khách này, phiếu thứ hai là khách này cũng turn on, rồi network nó có 3 cái phiếu, mình cũng turn on lên hết à, nếu như nó chưa bật đó. Còn đây là có bật khẩu hay không, có dùng bật khẩu hay không thôi. Ở nhà mình không cần bật khẩu, chỉ bất công cho lâu đó, rồi ok, cái này là đã chuẩn rồi. Những cái này mình chỉ cần làm một lần thôi, những lần sau mình không cần phải làm nữa. Rồi xong, bây giờ mình bấm vào góc phải ở đây có cái biểu tượng mạng này đó, mình bấm vào cái network 2 này, rồi mình bấm vào cái network 2 này đó, mình kéo xuống đó. Các bạn để ý cho tôi cái dòng chữ IPv4 address nha, đó cái dòng này quan trọng này, cái dòng V4 các bạn, IPv4 này có một cái dòng địa chỉ IP tên nó là 1.192.168.1.8, còn nhớ số chưa? Rồi. Với những ai mà biết một chút ít về tin học, về mạng đó, thì hai cái chữ đầu này mình không cần phải nhớ, 192.168 nó là chuẩn khắp Việt Nam rồi đó, mình chỉ nhớ 1.8 đằng sau đuôi thôi, rồi nhớ cho cái số đó. Bây giờ mình sẽ mở điện thoại của mình lên, có làm giống ba luôn đi. Ở trên điện thoại iPhone, các bạn tìm cho tôi cái ứng dụng có tên là Tệp. Đó, hình màu xanh xanh này. Tệp, bấm vào Tệp. Rồi, bấm vào cái nút duyệt ở dưới cùng. Rồi, mình sẽ bấm vào cái nút 3 chấm ở góc phải trên cùng. Và chọn cái kết nối máy chủ. Gõ cho tôi cái số bữa nãy vào. 192.168.1.8. Rồi, bấm kết nối. Kết nối. Rồi chọn là khách. Khách. Tiếp tục. Tiếp. Đấy. Ôi, vô nè.
Bây giờ ở trên điện thoại các bạn đã nhìn thấy hai cái folder mà ban nãy tôi đã chia sẻ. Folder thứ nhất là copy iPhone và folder thứ hai là Gia 92 năm 2023. Bây giờ mình bấm vào thử cái copy iPhone thì bên trong nó là trống rỗng, nó không có gì cả, chưa có gì cả nha. Đó, bây giờ trên máy tính này của mình mở cái folder copy iPhone lên, rồi mình thả vào đó vài tấm ảnh, mình thả vào đó 5 tấm ảnh ví dụ vậy, thì thấy liền luôn à? Là mình thấy liền luôn, ở trên điện thoại mình có 5 tấm hình. Vâng, hình này là hình đang trên mạng nha. Yeah. Hình ở trên máy này nha. Yeah. Đó, mình có thể bấm vào xem này. Đấy. Bấm vào xem này. Rồi xong. Bấm hình thứ hai xem này. Đó. Là hình này đang ở trên máy này. Rồi mình đi ra. Đi ra. Bây giờ mình khảo sát cái folder Gia 92 2023. Đó, con bấm vào. Nhiều quá, lag không nổi. Thì mình sẽ thấy tất cả những cái folder ở trên máy tính mình như thế nào, những hình ảnh của mình trong suốt một năm qua ở trên máy tính như thế nào, thì ở trên điện thoại mình có y chang như vậy. Đó, ví dụ như tôi vào cái đảo Phú Quý này thử đi. Đảo Phú Quốc này. Rồi mình vào cái góc 1. Rồi bấm vào để xem ảnh. Rồi mình có thể vuốt. À không được, không vuốt được. Không vuốt được. Cái ga mới có thể xem ảnh. Đó, mình xem ảnh. Từng cái mà. Đó, vậy là mình đang xem được ảnh ở trên cái máy tính này. Rồi, đó là cái chuyện là mình đã có lưu lại được ảnh cho mình này. Là mình đã kết nối rồi đó, kết nối thành công rồi. Bây giờ việc thứ hai là mình sẽ thực hiện động tác là gì? Copy video ở trong này vào cái folder copy iPhone này nha. Yeah. Rồi xóa cái này đi cho nó gọn này. Xóa cái cũ được đi. Rồi mình vào album. Album. Album ở trên iPhone đúng không ạ? Rồi mình chọn thử 5 tấm ảnh. Chọn 5 tấm ảnh. Rồi sau đó mình bấm vào nút share ở góc trái. Rồi. Yeah. Nút share góc trái và trên cái tùy chọn này mình bấm vào. Mình vuốt hết lên và mình chọn tất cả dữ liệu ảnh. Tất cả dữ liệu ảnh. Rồi bấm xong. 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 Sau đó xuống dưới cùng này mình sẽ chọn là lưu vào tệp. Lưu. Nhìn thấy chữ lưu vào tệp chưa? Rồi. Bấm vào. Rồi bây giờ lưu vào chỗ nào? Mình bấm cái nút duyệt này, bấm lùi ra. Chứ còn có nút duyệt lùi mà có nút quay lại. Quay lại cũng được, mỗi hệ điều hành nó khác nhau. Rồi mình sẽ chọn vào cái IP 1.8 của mình. IP 1.8. Bấm vô. Bấm vào, rồi vào cái copy iPhone. Rồi bây giờ bấm lưu góc phải. Lưu góc phải. Ơi, vô kìa. Vâng, đó, nó đang copy vào trong cái folder ở trên máy tính các bạn. Xong rồi đó. Cho ba vô lẻ cho con chưa vô nữa. Con vô rồi. Nhưng mà tại vì con chụp ảnh không phải là định dạng JPEG. Con đang chụp cái định dạng của iPhone. Cho nên trên máy Windows nó rất là khó hiểu. Nếu các bạn muốn chụp ảnh mà Windows nó nhận được thì nên chọn setup là chế độ là chọn JPEG, chứ đừng có chọn cái chụp ảnh là cái đuôi chuẩn của iPhone. Đuôi chuẩn của iPhone là đuôi HEIC. Đó là cái file của iPhone thì trên máy tính nó rất là khó sử dụng các bạn. À, còn tôi thế này. Vậy là mình đã thực hiện xong động tác copy video và hình ảnh vào trong máy tính. Vậy là mình đã thực hiện xong động tác copy vô đúng không? Dạ. Yeah. Đó, hai máy đều copy vô. Rồi. Bây giờ mình làm động tác copy. Nãy giờ mình làm copy ra từ điện thoại đi ra máy tính, là trên máy tính có rồi này. Dạ. Yeah. Bây giờ mình làm ngược lại. Mình copy từ máy tính vào điện thoại của mình. Rồi, bây giờ mình vào tệp. Mình chọn cái Gia 92 2023. Trong yeah. đó có rất nhiều hình ảnh ở trong đó. Rồi tìm cho ba cái folder. Folder SGCam C200. iPhone nó sẽ sắp xếp theo cái trình tự là ngày tháng năm, cái nào mới thì nó nằm ở dưới, cái nào cũ nằm ở trên. Cho nên tôi cố tình tôi chọn cái folder mà tôi mới tạo ra 1-2 ngày nay này, để mình copy cái hình qua thì nó sẽ hiện trong cái album mình ấy, nó dễ tìm hơn.
Rồi, xe chăm mình bấm vào cái gốc. Rồi, tôi bấm vào dấu ba chấm và bấm chữ chọn. Đó, mình sẽ chọn 9 cái. Rồi, 10 cái ảnh. 10 cái ảnh các bạn có thể chọn tất cả cũng được ha. Đó, chọn tất cả ở góc trái này. Rồi, bây giờ mình sẽ bấm vào cái biểu tượng hình cái folder dưới cùng. Đây, có này. Thấy không? Cái biểu tượng dưới cùng ở giữa nha. Có 5 biểu tượng, bấm vào. Đấy. Rồi, bây giờ mình quay ngược trở ra. Back lùi lại. Back lùi lại cho ra ngoài cùng. Rồi, mình sẽ bấm vào cái dòng chữ là trên iPhone. Tức là tôi đang muốn copy cái này vào iPhone. Mình sẽ chọn là trên iPhone. Đó, trên iPhone ha. Rồi mình tạo một cái thư mục mới. Đó, đặt tên là y chang gì đi. Cái đặt gì? Tên là copy iPhone. Rồi tên BBB đi. Cho nó nhanh. Rồi. Mình bấm cái sao chép ở góc phải là đang copy vào. Ôi, và mình có thể bấm vào. Rồi, xong rồi đó. À, vì cái dữ liệu nó quá ít cho nên nhanh. Vậy là bây giờ mình đã copy được cái folder, một số ảnh ở trong cái folder này. Đó, một số ảnh ở trong cái folder này. Đó, cái folder SD-CAM C200 này vào trong iPhone rồi. Bây giờ con có thể xem bằng cách là bấm lùi lại. Bấm lùi lại và chọn trên iPhone. Đây. Và chọn thư mục BBB mình vừa mới tạo. Và bên trong đây là mình có ảnh. Thấy chưa? Thấy chưa? Thì cái ảnh này là mình vừa copy từ đây vào đây. Bây giờ mình có thể bấm lên xem này. Và mình có thể lướt được. Nha. Và zoom được. Ồ, nó không cho zoom ra. Mình lướt được. Đó. Cho zoom mà. Cho zoom này, do cái tay của ba thôi. Đó, tức là mình đã thực hiện xong cái việc copy từ đây qua đây. Video hay hình ảnh thì đều thực hiện như nhau. Là vào trên iPhone thư mục BBB. Nhưng nếu như mình muốn làm cái gì khác hơn á thì rất là khó, tại vì iPhone nó lưu trữ ở trên cái gọi là tệp. Thì ở ngoài album này này nó chưa có. Dạ đúng rồi. Nên là nhiều người thích ngoài này hơn. Cho nên mình sẽ làm thêm một động tác nữa là vào thư mục BBB này. Lúc này copy xong rồi là các bạn có thể tách rời cái máy tính hoặc laptop của mình, không cần mạng nữa nha. Tại vì những cái hình mình đã copy vào thư mục BBB trên iPhone này rồi. Là không cần mạng nữa. Lúc này có thể quay lưng đi được rồi. Rồi đi tới quán cà phê hoặc đi ra ngoài đường rồi. Muốn làm gì làm cũng được, không cần phải ngồi ở đây. Còn cái động tác mà copy ban nãy á là phải ngồi ở đây. Phải copy xong. Rồi, mình vào thư mục BBB, mình bấm vào cái dấu ba chấm này và bấm chọn, rồi chọn tất cả. Ha. Chọn tất cả 10 mấy tấm này. Rồi bây giờ mình sẽ bấm vào cái nút chia sẻ ở góc trái này. Chia sẻ góc trái màn hình này. Rồi mình vuốt lên. Mình vuốt lên và mình chọn là lưu 16 hình ảnh. Lưu. Đã lưu góc hết luôn về đúng không? Thực ra lưu ở đây là nó copy theo một bản ở trong cái tệp vào trong cái album. Xong rồi đó. Bây giờ mình vào album thì đã có hình ở trong đây đó. Cho nên là mình copy vào là nếu như ảnh mới thì nó sẽ nằm đúng vị trí. Còn ảnh cũ đây này. Đây này. Đúng rồi, nó đó. Nó nó đó. Vậy là xong rồi. Ở đây là trên album thì mọi thao tác chỉnh sửa edit list thì ai cũng biết rồi, mình không nhắc tới nữa. Bây giờ mình quành lại cái tệp này ở trong thư mục ABC này. Bây giờ mình không dùng nữa, mình có thể chọn để mình xóa đi. Nãy giờ mình làm thử G A R A B B, mình xóa đi. Đó, xóa đi để tốn dung lượng, đỡ tốn dung lượng. Tức là cái tệp này là cái trung gian thôi, mình phải nhập từ máy tính vào tệp, rồi từ tệp mình mới export ra iPhone. Vậy là nãy giờ con đã hiểu hết cái cách copy ra và copy vô chưa? Dạ hiểu rồi ba. Vâng, quá hay các bạn. Đơn giản gì luôn á hả? Đơn giản thôi, không dây. Không dây nhở gì hết. Đó. Nếu như các bạn, nếu như Luân nãy giờ mà có theo dõi không kịp cái gì, thì hãy mở YouTube.
mở cái video này lên xem lại chi tiết các bạn ha. Quá tuyệt vời các bạn, rất đỉnh luôn. Hay hình. Chúc mừng luôn. Ngắm bạn. Rồi bây giờ đi ra lấy laptop thực hành làm thử luôn. Dạ. Yeah. Bye bye. Chào tạm biệt các bạn. Chúc các bạn thao tác thật thuần thục cái động tác copy từ iPhone video hình ảnh từ iPhone vào máy tính và từ máy tính về iPhone để giải phóng bộ nhớ cho iPhone nha, dọn dẹp máy tính các bạn. Bye bye, chào tạm biệt các bạn. Bye bye. Yeah.